Góc nhỏ bên đời xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả truyện ngắn Đổi đời của tác giả Huyền Tôn Nữ Bảo Bình qua giọng đọc Kim Hoa. Đàn bò vào thành phố, đêm buồn vắng buồn hơn. Đàn bò vào thành phố, không còn ai hỏi thăm. Đàn bò tìm dòng sông, nhưng dòng nước cạn khô. Đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn. Rồi một hôm đứng mơ mây ngàn. Phần 1, chương 1, đóa mây miền duyên hải. Hải Vân trần trọc suy nghĩ đến mấy đêm, cuối cùng nàng cũng đã hạ quyết tâm. Nàng ngồi bật dậy, bước xuống giường, đi đến cái tủ gỗ cũ kỹ đặt trong góc phòng. Cái tủ cao quá đầu và có một ngăn kéo nằm bên dưới. Nàng nhẹ nhàng kéo và bưng cả cái hộc ra khỏi tủ, rồi thò tay vào bên trong đáy tủ, lấy ra một cuốn vở học trò được bao bọc bởi một lớp giấy dầu rất kỹ lưỡng. Hải Vân từ từ mở tấm giấy dầu, bọc bìa vỡ và lấy ra một cái gói giấy nhỏ xíu mỏng dính. Nàng mở gói giấy nhỏ đó ra. Một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền vàng óng ánh đang nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Hải Vân. Gắn lại cái hộp tụ vào, rồi lấy hộp kim chỉ, tìm một miếng vải rẻo, Hải Vân cẩn thận may một cái túi nhỏ để đựng sợi dây chuyền, rồi nàng luồn túi vải vào lưng một cái quần tây. Nàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa. Xong việc mới hơn 2 giờ sáng. Hải Vân đặt lưng xuống giường, cố kéo giấc ngủ trở lại. Nhưng những chuyện quá khứ cứ chập chờn qua lời kể của dì Hải Yên, kéo về trong mộng mị. Hải Vân chào đời năm 1960. Cha mẹ nàng sau khi tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, tức là lớp 12, thì cưới nhau. Rồi khoảng hơn một năm sau, sanh ra nàng. Cũng trong thời gian đó, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam vừa thành lập và phát động phong trào vượt Trường Sơn ra Bắc. Phong trào này là chiêu dụ phần lớn những học sinh khoảng mười mấy 20 tuổi, và trong đó có cha mẹ Hải Vân. Lúc ấy Hải Vân chưa đầy tháng, mẹ nàng bọc nàng trong một tấm khăn lông trắng và mang đến giao cho dì Hải Yên. Dì Hải Yên là chị cả trong gia đình, mẹ nàng là em gái út. Ông bà ngoại mất sớm, một tay dì Hải Yên nuôi nấng dạy dỗ đàn em 6 người. Dì Hải Yên bế nàng trong tay, hai mắt mở lớn nhìn mẹ nàng đớn đau. Rồi dì Yên hỏi nhỏ: "Em, chẳng lẽ em đành đoạn bỏ con gái em sao?" "Chị à, em với anh ấy phải hy sinh để giải phóng miền Nam, để cứu nhân dân miền Nam. Em thấy miền Nam cần được giải phóng ư?" "Thôi, chị không muốn cãi vã với em về chuyện này. Em đã lập gia đình, nghĩa là em đã trưởng thành. Em cứ đi theo lý tưởng của em, để con bé lại cho chị. Nhưng từ nay về sau, mẹ con em và chị em mình có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Em hiểu ý chị chứ?" Mẹ nàng im lặng, chậm rãi cởi sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ và tháo chiếc nhẫn cưới ở ngón tay áp út ra.
Bà đặt hai món ấy vào lòng Hải Vân, rồi quay lưng đi, không một chút luyến tiếc. Dì Hải Yên thở dài, nhìn đứa bé còn đỏ hỏn, nhỏ xíu, nằm gọn trong tấm khăn lông trắng, tựa như một đóa mây trời bé bỏng của miền duyên hải trung phần. Thế là dì đã đặt tên cho nàng là Hải Vân. Hải Vân may mắn được sống trong sự đùm bọc thương yêu của gia đình dì Hải Yên, bao gồm có dì Dượng và hai người anh họ. Dượng là một biệt kích dù thường xuyên nhảy toán ra Bắc Việt thi hành nhiệm vụ, nên chỉ về nhà trong những ngày phép. Hai người anh họ, Việt 12 tuổi và Nam 10 tuổi, đang còn đi học. Dì Hải Yên dạy ở một trường tiểu học khá gần nhà. Một mình dì Hải Yên chăm sóc cho ba anh em Hải Vân thật chu đáo. Thời gian thấm thoát trôi qua, anh Việt và anh Nam lần lượt nhập ngũ và đã được huấn luyện tại trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Sau khi mãn khóa, anh Việt được chọn vào binh chủng quân cảnh, anh Nam phục vụ trong binh chủng biệt động quân. Hải Vân ngày ngày cắp sách đến trường. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại hai dì cháu nương tựa lẫn nhau. Đàn bò vào thành phố, đêm buồn vắng buồn hơn. Đàn bò vào thành phố, không còn ai hỏi thăm. Đàn bò tìm dòng sông, nhưng dòng nước cạn khô. Đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn. Rồi một hôm đứng mơ mây ngàn. Chiến sự ngày càng sôi động. Vừa đến lúc Hải Vân bước vào độ tuổi thần tiên rực rỡ nhất, thì Sài Gòn sụp đổ. Miền Nam bị giải phóng. Người miền Nam bị đổi đời. Dượng thì biệt vô âm tín. Anh Nam đã bỏ mình trong trận An Lộc của mùa hè đỏ lửa năm 1972. Kỷ vật duy nhất của anh để lại là một tấm thẻ bài. Sau lệnh buông súng, anh Việt thất thểu trở về nhà, nhưng chỉ được một thời gian rất ngắn, rồi anh lại cuốn gói vào trại cải tạo. Tưởng như lời phụ dụ chỉ có 10 ngày, nhưng 3 tháng trôi qua, rồi thêm 3 tháng, rồi 3 năm. Anh Việt bị giam biền biệt, dì bị mất việc vì cái lý lịch đen thui của chồng con. Trong những ngày tháng còn lại sau năm 1975, hai dì cháu Hải Vân chỉ biết ôm nhau mà ngóng, mà trông, mà mòn mỏi đợi chờ, mà phập phồng lo sợ. Nhà nhà bị đánh tư sản, bị đày đi vùng kinh tế mới. May mắn là cái nhà của hai dì cháu không bị tịch thu, vì đó là nhà tổ của ông bà cha mẹ để lại, không dính líu gì đến gia đình của dì Dượng. Và vì nhờ dì chỉ là một công chức dạy học, nên tạm thời được yên thân. Năm 1976, Hải Vân trở lại trường tiếp tục 2 năm cuối của phổ thông trung học, tức là lớp 11 và 12. Dì Hải Yên theo một người chị bà con nhảy tàu chợ Đà Nẵng, Huế, đi buôn kiếm sống. Dì buôn bán đủ thứ, kiếm được món gì thì buôn món nấy. Từ những lọ thuốc tây đến những ống kem đánh răng, từng sấp vải tới mấy lon sữa hộp. Khi Hải Vân học xong lớp 12,
hay vì cháu gom góp được ít vốn liếng và mướn một cái sạp trên chợ Cồn, một trong những ngôi chợ chính của thành phố Đà Nẵng, bày bán bánh kẹo, vừa bán sỉ vừa bán lẻ. Dì Hải Yên nhìn Hải Vân ngày ngày ngồi trong xó chợ bán từng gói bánh, gói kẹo mà ngậm ngùi, xót xa. Con cái của những gia đình thuộc chế độ cũ thì được học xong lớp 12 là nhất rồi, đừng hòng nghĩ tới việc bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Hải Vân càng lớn càng xinh đẹp, tựa như trăng rằm. Tên công an phường mê Hải Vân như điếu đổ. Hắn thường xuyên đi lòng vòng trong xóm và ghé vào những gia đình ngụy quân, ngụy quyền để hỏi thăm sức khỏe. Những lần công an phường ghé thăm thì đều phải được nhận chút quà gì đó, hoặc hiện kim, hoặc hiện vật. Mỗi lần tên công an phường ghé đến nhà dì Hải Yên, thì dì thường bảo Hải Vân chạy ra đầu đường mua 2 điếu thuốc lá đầu lọc 3 số 5 để mời khách. Thận là tên cúng cơm của gã công an phường. Hắn ngồi chễm chệ trong phòng khách đối diện với dì Hải Yên, cầm 2 điếu thuốc đầu lọc, xăm xe rồi đưa lên mũi hít lấy hít để. Chừng như cái mùi thơm của 2 điếu 3 số 5 rất quyến rũ. Hít đã, rồi hắn bỏ vào túi áo 1 điếu, bật hộp quẹt, châm điếu kia. Hút một hơi thật dài, vừa nhả khói mù mịt trong phòng khách, vừa hỏi dăm 3 câu về Dượng, về anh Việt. Vừa nhắc nhở cho dì Hải Yên luôn nhớ rằng gia đình dì là thành phần phản động, là những người có tội với nhân dân, với tổ quốc, thì hãy yên phận mà sống. Những lúc không có dì Hải Yên ở nhà, thì Hải Vân phải thay thế dì tiếp đón Thận. Hải Vân ý mình còn nhỏ tuổi, nên dùng cách con nít tiếp đãi hắn. Nàng đặt 2 điếu thuốc vào dĩa, bưng lên để cái cạch trên bàn, rồi Hải Vân mở cuốn vở cũ ra ngồi đọc, chẳng nói năng gì. Thận cũng ngồi im hút thuốc. Hình như hắn có chút hảo cảm với Hải Vân, nên không hạt sách hay làm khó dễ gì nàng. Có lần, đột nhiên Thận lên tiếng hỏi. Vân đang đọc cái gì vậy? Sao lúc nào đến, tôi cũng thấy Vân đọc say mê thế? Tôi đang đọc ca dao. Thật ra, cuốn vở Hải Vân đang cầm trong tay là một tập truyện Tuổi Hoa Tím, được bạn bè chép tay lại và truyền tay nhau đọc. Phải công nhận, cô nàng nào mà có nét chữ thật đẹp, nắn nót từng chữ, từng dòng, chép lại truyện Tuổi Hoa vào vở học trò để ngụy trang, và cũng để khỏi bị thất lạc bản chính. Lúc bấy giờ, tất cả sách vở thời Việt Nam Cộng Hòa bị nhà cầm quyền Cộng sản cho là văn hóa đồi trụy, nên đều bị đốt sạch, chẳng khác chi thời Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho. Tuy nhiên, có nhiều gia đình cũng giấu lại được một số sách vở và những món quý giá khác. Thận chợt cười toe toét. Ha ha, tôi cũng thuộc nhiều câu ca dao lắm đấy. Tôi cũng thích đọc thơ, nhất là thơ của đồng chí Tố Hữu. Để tôi đọc cho Vân nghe nhé. Hải Vân gật đầu. Thận đằng hắng giọng, rồi ngâm nga. Ai về thăm mẹ quê ta, chiều nay có đứa con xa nhớ thầm. Bầm ơi có rét không bầm, heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn. Hải Vân cười và nghĩ thầm. Cũng may, ông này không đọc thơ cách mạng, chứ mà ổng ê a
nào là Stalin hay, nào là Mark Lenin giỏi. Thì chắc tối nay mình nằm ác mộng quá. Rồi nàng cắt cớ hỏi, vậy ông có thuộc Kiều không? Thận xua tay, rời ạ, thơ văn ấy đồi trụy lắm, vẫn không nên đọc đâu nhé. Ơ, ông hiểu lầm rồi. Kiều này là Kiều của thời xã hội chủ nghĩa của chúng ta đấy. Thế à? Để tôi đọc cho ông nghe nha. Không đợi Thận trả lời, Hải Vân giả bộ nhìn vào cuốn vở rồi đọc. Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng được đi ra đi vào. Chậm tiến như nước ở Lào, người dân vẫn được đi vào đi ra. Tiên tiến như ở nước Nga, người ta cũng được đi ra đi vào. Xa xôi như nước Bồ Đào, đồng bào vẫn được đi vào đi ra. Mọi rợ như Angola, người ta cũng được đi ra đi vào. Độc tài như xứ Bác Mao, nhân dân vẫn được đi vào đi ra. Chỉ riêng có tại nước ta, người dân cóc được đi ra đi vào. Thận cười giả lả. Ôi giời ơi, cô em này cũng mồm mép nhỉ. Thôi, anh về nhé. Đàn bò vào thành phố, đêm buồn vắng buồn hơn. Đàn bò vào thành phố, không còn ai hỏi thăm. Đàn bò tìm dòng sông, nhưng dòng nước cạn khô. Đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn. Rồi một hôm đứng mơ mây ngàn. Hình như càng ngày Thận để ý Hải Vân ra mặt. Thận tới lui thường xuyên hơn. Thường thường sau bữa ăn tối là Thận xuất hiện và ngồi lì cho đến 8-9 giờ đêm. Trong xóm cũng bắt đầu có những tin đồn thất thiệt. Nào là Hải Vân đang cặp bồ với gã công an phường. Nào là Thận sắp sửa đưa bố mẹ từ ngoài Bắc vào để hỏi cưới Hải Vân. Dì Hải Yên cũng bắt đầu thấy bất an. Nếu lỡ Thận đòi cưới Hải Vân thì phải làm sao đây? Đám công an phường nắm quyền săn sát của dân trong tay. Họ hô gì thì phải làm theo. Dễ đâu từ chối. Từ chối thì sẽ gặp rắc rối dài dài thôi. Chương 3. Làn sóng vượt biên. Lúc bấy giờ, làn sóng vượt biên đang nổi lên ồ ạt. Hàng trăm ngàn người Việt lén lút bỏ nước ra đi bằng đường biển cũng như đường bộ, mặc cho những hiểm nguy đang chờ đợi trên con đường đi tìm tự do của họ. Chẳng hạn như bão tố, hải tặc, bị bắt, bị mất tích, vân vân. Đầu năm 1981, gia đình người em trai của Dượng dự tính đóng tàu, tổ chức vượt biên và có nhã ý mời hai dì cháu Hải Vân đi cùng. Kẻ góp công, người góp của, dì cháu Hải Vân không cần đóng góp vàng bạc. Thay vào đó, dì sẽ cho mượn căn nhà của dì để làm địa điểm tập họp. Trong ngày đi, bởi vì nhà dì Hải Yên nằm sát biển Thanh Bình, có cửa sau dẫn ra một con hẻm. Đi thêm chừng 10 bước là tới biển, rất thuận tiện. Ngày xưa, biển Thanh Bình là một miền thùy dương, cát trắng mênh mông của thành phố Đà Nẵng. Dân cư vốn thưa thớt, những hàng dương liễu xanh um chạy dài trên cát trắng. Sau năm 1975,
người miền Bắc đổ vào như kiến. Những hàng dương liễu bị chặt trụi, thay vào đó là nhà cửa mọc lên san sát như nấm. Dì Hải Yên mừng quá, liền về bàn với Hải Vân. Dì nói: "Dì thật rất là muốn con đi. Con thì chỉ mới 21 tuổi, đời còn dài mà ở đây chẳng có tương lai gì cả con à. Mọi thứ đều đen tối, dượng của con thì chưa biết sống chết ra sao, việc thì chẳng biết ngày nào được thả ra. Dì muốn ở lại đợi dượng và anh Việt của con về, dì không thể bỏ đi với con được. Hải Vân, con có hiểu không?" Hải Vân khóc òa không chịu: "Không, dì không đi, con không đi." Thật ra dì cũng không đành lòng để con ra đi một thân một mình như vậy đâu. Nhưng có gia đình chú Tư, em của dượng đi cùng, dì cũng yên bụng. "Con suy nghĩ kỹ lại đi. Con ở đây thêm ngày nào là dì lo lắng bất an thêm ngày đó mà thôi." Hải Vân bị cắt đứt dòng tư tưởng khi chợt nghe dì Hải Yên gõ cửa phòng. Rồi dì mở cửa bước vào. Hải Vân cũng vừa ngồi dậy, vén mùng lên để dì chui vào, rồi nàng day day cái mùng cho muỗi bay đi hết. Xong nàng cẩn thận nhét lại viền mùng xuống chiếc chiếu. Dì Hải Yên nắm tay nàng hỏi: "Nè, từ hồi hôm đến giờ dì cứ nghe con lục đục cả đêm, bộ con không ngủ được hả?" Hải Vân đặt chiếc nhẫn vào tay dì rồi nói nhỏ: "Dì ơi, dì giữ chiếc nhẫn này đề phòng khi hữu sự. Con mang theo sợi dây chuyền cũng đủ rồi." Dì Hải Yên mừng rỡ: "À, vậy là con quyết định đi rồi đúng không? Cám ơn trời Phật, cầu ơn trên phù hộ cho cháu tôi được bình an tới nơi tới chốn." Hai dì cháu bắt đầu thút thít sụt sùi. Rồi dì tiếp: "Thôi, con hãy mang theo chiếc nhẫn này. Con sang đó, chân ướt, chân ráo, không có của phòng thân, không được đâu." Hải Vân lắc đầu: "Không, không, dì hãy cất lại đi, để phòng lúc trở trời trái gió. Nếu lỡ con làm mất sợi dây chuyền thì cũng không mất hết cả gia tài." Rồi nàng lo lắng hỏi: "Dì ơi, khi con đi rồi mà ông Thận tới không thấy con, ông làm khó dễ, ông hỏi thì dì phải làm sao?" "Con cứ yên tâm đi, dì sẽ nói con về quê thăm bà con. Rồi vài ngày sau, dì sẽ lên phường xin giấy tạm vắng cho con. Nói là người nhà bệnh nặng ở dưới quê nên con xin tạm vắng một thời gian để về quê săn sóc." Hai dì cháu ôm nhau dặn dò tâm sự thêm một hồi cho đến khi trời sáng hẳn. Thời gian chờ đợi ngày vượt biên rất căng thẳng đối với Hải Vân. Lúc nào nàng cũng phải ở trong tình trạng sẵn sàng. Bất cứ giờ phút nào cũng có thể ra biển xuống tàu liền. Trong khi đó, nàng cũng phải giữ nguyên nếp sống hàng ngày, không được có một mảy may thay đổi, để tránh sự dòm ngó của hàng xóm và công an phường. Điều mà dì Hải Yên lo lắng nhất là Thận tới nhà họ thường xuyên. Nếu lỡ như đến ngày tập họp để ra đi mà Thận xuất hiện thì làm sao đây? Liệu chuyện có bị bể hay không? Tuy nhiên, có câu nói: chỗ nào nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Nhà dì bị công an phường lui tới như cơm bữa thì ai tin họ dám chứa người vượt biên, rất khó bị nghi ngờ.
Nghĩ vậy, dì cháu Hải Vân cũng yên bụng. Hết phần 1. Đàn bò vào thành phố, đêm buồn vắng buồn hơn. Đàn bò vào thành phố, không còn ai hỏi thăm. Đàn bò tìm dòng sông, nhưng dòng nước cạn khô. Đàn bò bỗng thấy buồn, rồi một hôm đứng mơ mây ngàn. Một người vào thành phố, đếm từng bước buồn tênh. Một người vào thành phố, không còn ai người quen. Người tìm về đồng xanh, nhưng đồng đã bỏ không. Rồi người bỗng thấy buồn, người chợt nghe xót xa đất. Cho hư không, buông bỏ.